Theo đó, trong cuộc họp UBND tờ Phi Đà Nẵng vừa diễn ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tờ Phi Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ thông tin, thời gian gần đây tại các bãi biển đẹp của tờ Phi Đà Nẵng vắng khách một cách bất thường. Ông Thơ cho rằng, vừa qua có nhiều thông tin về việc biển Đà Nẵng bị ô nhiễm dẫn đến việc du khách khi tắm biển bị ngứa. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do biển Đà Nẵng ô nhiễm. Về sự việc trên, cụ thể vào đầu tháng 7, trên các trang mạng xã hội nhiều người dân cũng như du khách đăng thông tin đi tắm biển Đà Nẵng bị ngứa, nổi mẩn đỏ. Sau đó, cơ quan chức năng tờ Phi Đà Nẵng đã gửi mẫu nước biển cho các đơn vị chuyên ngành, Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Viện Hải dương học Nha Trang để phân tích, xác định nguyên nhân. Theo kết quả phân tích sinh học của Viện Hải dương học Nha Trang, các bãi biển Đà Nẵng xuất hiện tảo silic có thể gây ngứa và dị ứng da. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tờ Phi Đà Nẵng cho rằng, ngoài tảo silic, đơn vị này cũng phát hiện một số sao biển, sứa ở các khu vực bãi tắm. Khách tắm bị ngứa không phải vì biển ô nhiễm nhưng thông tin cứ tràn lan. Sau đó, khi có kết quả kiểm tra nước biển chính thức cho thấy biển Đà Nẵng vẫn bình thường lại không có ai thông tin gì hết. Cả ngành du lịch, ngành tài nguyên rồi ngành thông tin truyền thông cũng im lặng không có phản hồi gì mạnh mẽ để người dân, du khách hiểu rõ. Ông Thơ tỏ ra rất tức giận. Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh đang vắng khách thời gian qua. Ảnh, Đình Thiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tờ Phi Đà Nẵng cho rằng, chính vì điều trên mà bãi biển vắng khách thời gian qua và ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư của thành phố. Thời gian gần đây, tôi gặp rất nhiều nhà đầu tư, bọn họ đều kêu trời vì bãi biển vắng khách quá chừng. Sau vụ việc khách tắm biển bị ngứa, TV biết bao nhiêu chuyến bay, bao nhiêu tour du lịch tới Đà Nẵng đã bị hủy hay đổi sang địa điểm khác, ông Thơ lo lắng. Tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tờ Phi Đà Nẵng mong các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn thông tin rộng rãi để người dân và du khách hiểu rõ hơn. Cũng liên quan đến môi trường biển, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, vừa bắt quả tang dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Kim Long Nam Tower xả nước thải ô nhiễm ra biển. Về vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tờ Phi Đà Nẵng yêu cầu phải xử phạt nặng, xử phạt tột khung vì những hành động như thế này ảnh hưởng rất lớn đến môi trường biển, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh du lịch mà Đà Nẵng đã gây dựng. Tách Đà Nẵng, Chủ tịch Đà Nẵng, Kim Long Nam, Kim Long Nam Tower, xử phạt Kim Long Nam xả thải, bãi